Thưa quý vị, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm ở nước ta đã ghi nhận sự xuất hiện của biến thể XBB tại tỉnh Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, biến thể XBB của virus SARS-CoV-2 đã lây lan ở hơn 70 quốc gia. Biến thể XBB và các biến thể phụ của nó dễ lây lan hơn các biến thể phụ khác. Biến thể XBB đã xuất hiện tại Việt Nam, tuy nhiên hiện tình hình dịch bệnh COVID-19 tại nước ta cơ bản được kiểm soát, bao phủ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 thuộc nhóm các quốc gia có tỷ lệ cao nhất trên thế giới. Vaccine phòng COVID-19 vẫn có khả năng phòng chủng XBB và XBB 1.5. Bộ Y tế nhận định trong thời gian tới, tình hình dịch bệnh COVID-19 sẽ diễn biến phức tạp, các biến chủng, biến thể phụ của virus SARS-CoV-2 liên tục biến đổi, miễn dịch do tiêm vaccine giảm dần theo thời gian cùng với việc mở cửa, nới lỏng các chính sách phòng chống dịch của một số nước trong khu vực sẽ dẫn đến nguy cơ số trường hợp mắc COVID-19 gia tăng, khuyến cáo người dân không được chủ quan.